của mấy đứa có con riêng ở bên ngoài. Cái gì chứ? Mấy đứa này là con của bà đó. Nè, đừng mong tôi coi anh là anh trai nha. Mọi người trong gia đình của tôi không hề quan ngân gì anh. Tại sao? Sao lại không thích mình chứ? Ngon nhất đó. Hình như là ba chỉ quan tâm một mình anh ta thôi à. Em thấy ghét ba nhiều lắm. Sao bà có thể đối xử với anh em mình như vậy chứ? Trận chiến chính thức bắt đầu. Con ruột con riêng lúc 11:45 từ thứ 5 đến thứ 7 trên kênh HTV2 V Channel.